Angelababy lại bị chụp lén ảnh phì phèo hút thuốc, lần này là do bạn thân hại. Hình ảnh mới nhất của Angelababy với điếu thuốc trên tay nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Mới đây, cư dân mạng bất ngờ truyền tay nhau hình ảnh Angelababy phì phèo hút thuốc khi tụ tập với bạn bè. Hình ảnh này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước hình ảnh của Angelababy, đồng thời chỉ trích người chụp lại ảnh của nữ diễn viên và đăng tải trên mạng xã hội. Thật ra nếu thật thì hút thuốc trong phòng kín này là bình thường, khi nào ra công cộng mới nói, lại nói thêm có con bạn mát lòng quá, lick ảnh cơ. Angelababy hút thuốc đúng chỗ vẫn là điều bình thường. Hút thuốc mà da rẻ vẫn ngon nghề nhỉ, có đứa bạn mát lòng mát dạ ghê vậy đó. Giết tụ tập bạn bè mà cũng lo, một mình cho ổn. Tôi chỉ là người qua đường đi qua đây mà thấy vô lý nên phải dừng chân. Tụ họp kín mà lick ảnh vậy có vô duyên quá không? Đến người bình thường cũng chả để lộ ảnh bạn bè mình ngồi phì phèo hút điếu thuốc nếu đứa bạn không cho phép. Trước đây, Angelababy cũng từng khiến khán giả sốc khi lộ hình ảnh hút thuốc lúc nghỉ ngơi ở trên phim trường, hoàn toàn trái ngược với ấn tượng mà cô dành cho mọi người trước ống kính. Trong ảnh được lan truyền, có vẻ như vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh đã không chịu nổi cơn thèm thuốc nên phải hút hai điếu. Mặc dù hút thuốc là lựa chọn cá nhân, người khác không có quyền can thiệp, nhưng là một người đang hoạt động nghệ thuật lại cần giữ hình tượng. Những hình ảnh này của Angelababy vô hình chung đã gây nên những tranh cãi không hay. Sự nổi tiếng của cô vì thế cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.